Việt Nam có MV YouTube đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem. Với mức tăng ổn định và đều đặn, ca khúc Một Công Việc đã chạm đến cột mốc trở thành bài hát Việt Nam đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Được phát hành vào ngày 31 tháng 8 năm 2019, MV Một Công Việc hiện đang nắm giữ kỷ lục là video ca nhạc có lượt xem khủng nhất trên YouTube của Việt Nam. Với mức tăng ổn định và đều đặn, tính đến 0 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2024 theo giờ Việt Nam, video này đã chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Đây cũng là video Việt Nam đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Một Công Việc do nhạc sĩ Kim Duyên sáng tác, được Xuân Mai thể hiện vào năm 1998, khi mới 3 tuổi. Từ đó đến nay, bài hát dần trở nên phổ biến với trẻ em nhờ giai điệu vui nhộn, ca từ dễ nhớ, dễ thuộc. Đây là ca khúc quen thuộc của rất nhiều khán giả nhí, thường được phụ huynh mở đi mở lại vào mỗi giờ cơm. Có thể thấy, các video ca nhạc thiếu nhi đều đạt lượt xem vô cùng ấn tượng trên nền tảng YouTube. Bên cạnh Một Công Việc đã quá quen thuộc, không ít các MV khác dành cho thiếu nhi cũng có số lượt xem ấn tượng không kém như Bống Bống Bang Bang, Xuất Sắc Xuất Sẻ, Mẹ Ơi Tại Sao. Với lượt xem tăng trưởng đều qua các năm, dự đoán các MV thiếu nhi vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý và xô đổ mốc 1 tỷ lượt xem trong tương lai không xa.